Đây, quý vị quan sát nhé sau khi xử lý xong ấy, thì chúng ta nhìn thấy màu da thật của thân thứ hai là cốt chính quý vị có thể thấy bên trong thân khá là nhũn với một cốt cao thì tầm găng tay vách cũng rộng hơn một găng tay thì như thế này là khá là thành công rồi Đấy, rất là tuyệt vời có đầy đủ hết những cái dữ liệu để chúng ta sáng tác. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh bonsai quý khôi. Hôm nay mình chia sẻ đến tất cả quý vị và các bạn một kỹ thuật nâng cao. Chúng ta nuôi và có những cái điểm dừng nhất định trong quá trình chúng ta nuôi. Chúng ta cắt một phần và chúng ta giữ lại một phần để chúng ta nuôi cây cho nó hiệu quả thứ hai nữa là mình làm ra những tác phẩm thực sự đặc sắc xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi nhé đây thì trên đây là một ví dụ là mình mang một phôi ở bên gần phôi về đây là một phôi si búp hồng mình nuôi từ lúc mình mang về là nuôi được khoảng độ già 1 năm độ 13 14 tháng đấy đấy quý vị có thể nhìn thấy mỗi một cành cao khoảng từ 1 mét đến tầm độ mét rưỡi 2 m lá thì to như bàn tay cây nuôi bên vườn phôi thì có ưu điểm là cây phát rất là tốt có dễ hệ thống dễ ăn ra ngoài thùng xốp Đấy, và toàn bộ mình nuôi ở thùng xốp hết ok xin mời tất cả quý vị cùng uh, theo dõi nhá đấy thì uh, cái công việc đầu tiên của bất cứ một cái việc gì uh, liên quan đến cây khi mà chúng ta cắt cây đều là phải vệ sinh sạch sẽ thì với những cái phôi mình mang ở những vườn phôi về thì nó thường thường là nó sẽ um tùm nhiều dễ gió nhiều uh, Lá thì mình phải lọc cho nó thật sạch đã Đấy, Làm gì làm cứ sạch sẽ, gọn gàng đã rồi mình xử lý Trong quá trình xử lý thì cứ kết hợp nhá quý vị nhé Chúng ta có thể uốn những cái cành này cho nó dẻo dẻo Để chúng ta tí nữa chúng ta xử lý cho nó nó dễ Đấy ok thì mình cứ làm từng tí một tí một Đấy bước đầu tiên là chúng ta lọc sạch hết những cái phần dễ này và những cái chi thừa đấy mình quay sát lại để quý vị cùng xem này đấy sử dụng cái kéo nhỏ quý vị nhé thì nó sắc thứ hai là chúng ta làm nó không bị mỏi tay đấy, cứ tí một tí một mình làm nó sẽ rất là nhanh đấy, cái khâu này thì chủ yếu là 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 dọn dẹp đấy, tuy nhiên là nó thực sự là rất quan trọng quý vị nhé nếu chúng ta không dọn dẹp kỹ ấy, thì có thể chúng ta sẽ cắt nhầm hoặc là chúng ta sẽ không nhìn thấy hết những cái điểm mà chúng ta cần phải xử lý. Thêm nữa là nếu mà chúng ta không dọn dẹp sạch thì nó có thể nó có là cái môi trường để cho sâu bệnh và các loại à, nấm mốc nó sinh sôi phát triển. Mỗi lần chúng ta đã không xử lý thôi xử lý cho nó sạch sẽ. Đấy thì là cái điều kiện để cây nó sau đấy nó phát triển tốt nhất có thể tránh các cái trường hợp rủi ro có thể xảy ra sau này. Đấy, có những cái cành to thì chúng dễ to thì chúng ta phải dùng kéo to cắt. Những cành nhỏ thì là chúng ta lại sử dụng cái kéo nhỏ chúng ta tỉa. Đấy, mình cắt sơ bộ thôi. Đấy, có những cái điểm dễ gió nó vừa mới ra thì chúng ta có thể dùng tay chúng ta chúng ta sẽ giật ra dạ được. Đấy, quý vị có thể xem mình uh, thực hiện. Nó rất là dễ thôi những cái chi cành mà mình không cần thiết thì mình có thể mình cắt bỏ đi nhé đây là cái điểm sau mình sẽ làm cổ ngọn đấy đó cứ làm và vệ sinh sạch sẽ kết hợp với các cái chi cành mà chúng ta cần uốn thỉnh thoảng chúng ta nắn nắn một chút cho nó dẻo để tí nữa chúng ta sẽ định hình cái khung cây thì nuôi cây như thế này thì có thể có nhiều anh em nuôi được tuy nhiên để mà định hình bộ khung cho nó chuẩn xác mạch lạc thì cũng không phải là nhiều anh em quá cho nên là mình làm video này để chia sẻ đến tất cả quý vị và các bạn những cái kinh nghiệm chế tác thì trước đây mình có một cái câu chuyện là bố của mình thường kể cho mình ấy. đấy là trong một cái hình như là trong một cái đập thủy điện hoặc là nhà máy cái gì sao dạ, mình nhớ không nhầm như vậy đấy là nó bị hỏng một cái chi tiết máy nào đó cho nên là nó phải dừng toàn bộ nhà máy đấy thế thì gần như tất cả những cái kỹ sư của Việt Nam hàng đầu đến xử lý nhưng mà không xử lý được thế thì nhà máy có mời một chuyên gia người nga đến thì chuyên gia người nga đầu tiên là chuyên gia người nga yêu cầu tất cả các công nhân dọn dẹp sạch sẽ cái buồng máy để đấy. Đấy, lau dầu lau chùi sạch sẽ hết mọi người không hiểu tại sao đang gấp như này mà mà ông ấy lại cứ yêu cầu làm sạch thì chuyên gia người nga cứ yêu cầu là như thế nhất quyết và mọi người phải làm theo đấy, thì vì ông ấy là kỹ sư trưởng thế thì sau khi mọi người dọn dẹp sạch sẽ thì một công nhân phát hiện ra và à đấy rồi phát hiện ra cái điểm này là điểm mà điểm điểm hỏng đấy cần phải xử lý đấy. Thế thì nó rất là đơn giản đúng không quý vị? Ai có thể làm được. Nhưng vấn đề ở đây là chúng ta không để ý để chúng ta dọn dẹp sạch sẽ cái vùng máy cho nên chúng ta khi mà chúng ta gặp vấn đề nữa, là chúng ta không phát hiện được. Hoặc khi chúng ta phát hiện được mà chúng ta chúng ta không làm theo đúng cách thì chúng ta cũng sẽ rất là khó để phát hiện ra cái vấn đề cần phải xử lý. Để do đó là lúc nào mình cũng à, hướng dẫn mà khuyên anh em là mình chúng ta phải tạo cho mình một cái thói quen thói quen tốt là chúng ta làm đến đâu nó sạch đến đấy đấy đầu tiên cứ dọn dẹp sạch sẽ thật sạch lâu được tại vì những cái bước sau mình xử lý nó nhanh thôi không không là không lâu một chút nào cả nhưng mà lâu nhưng lại thành nhanh còn nếu chúng ta lười một chút chúng ta chủ quan chúng ta cứ cắt ào ào ào, ào xoẹt xong thì à, mình nghĩ là nó rất là khó có thể mất thời gian thêm thời gian mình cắt nhầm hoặc cắt hỏng đấy đấy quý vị xem này những cái cành to này chúng ta sẽ nắn nắn dần dần kết hợp vừa nắn vừa thì nữa chúng sẽ dùng dây kéo Để trong quá trình chúng ta vệ sinh chúng ta càng tỉ mỉ bao nhiêu thì chúng ta sẽ làm cái việc này nó tốt bấy nhiêu chúng ta quan sát và chúng ta sẽ phát hiện ra những cái chỗ mà cần phải điều chỉnh làm sao thân cho nó uyển chuyển nối nhịp nó đẹp hơn như cái này là một sẽ là một cây dáng làng quý vị nhé dáng làng mà mình làm theo phong cách tự nhiên đấy thì trong quá trình chúng ta làm chúng ta nên dừng lại một chút ở mỗi giai đoạn chúng ta dừng lại một chút để chúng ta quan sát quan sát cái gì quan sát toàn bộ tổng thể và quan sát chi tiết những cái tình tiết, uh, những cái chi tiết uh, chi cảnh thân để chúng ta xem cần phải xử lý cái gì đấy. Mình dọn ra nó cũng uh, quang quang rồi. đấy quý vị có thể thấy rõ hơn cái đường uh, thân và những cái chi cảnh trên uh, cây rồi nhá Dễ thì sau này là các cái dễ buông mà chúng ta để, sau này sẽ phải cho nó thẳng hết ra. À. Đấy, chúng ta tiếp tục xử lý những cái chiếc rễ mà không cần thiết này, Đấy, những cái chiếc rễ mà có thể làm phù thân, phù cổ ngọn, phù tay Đấy, chúng ta nên loại bỏ, xanh xi si nó hay bị như thế. Đấy, và bước tiếp theo là chúng ta khi mà nó đã sạch sẽ rồi chúng ta sẽ cắt gọn gàng, gọn gàng lại hết những cái phần chính của cây. Đấy, thường thường như là mình làm công ty trước đây ấy, thì mình công ty mình thì thường phải có FAQ đấy tức là cái bộ tài liệu mà để lưu trữ chữ lại thì tất cả những cái gì nó là cái đối phó với những cái tình huống mà 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 ví dụ như là phải hỗ trợ khách hàng này hay là phải làm một cái công việc gì đó nó khó hoặc là nó theo cái định kỳ ấy. đấy thì chúng ta mang ra để chúng ta sử dụng trong tình huống mà chúng ta quên, Thế thì cây này nó cũng như vậy thôi. Mình làm những cái bộ tuyệt chiêu sáng tạo bonsai, Đấy, rất là mong tất cả quý vị và các bạn khi chúng ta gặp khó khăn hoặc là chúng ta cần tìm hiểu kiến thức có thể vào danh sách phát tuyệt chiêu sáng tạo bonsai của bonsai kỳ khôi, kênh bonsai kỳ khôi ấy, chúng ta có thể lấy những cái video để ra chúng ta xem và biết đâu nó lại giúp ích được nhiều cho tất cả quý vị và các bạn. Đấy thì quý vị và các bạn nào mà xem video của mình thấy hay chưa đăng ký thì vui lòng đăng ký và thường xuyên like, share, comment để ủng hộ quan sát của cô nhé. nó 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 không đều, lúc thì tốt quá, lúc thì không tốt, lúc thì cắt sớm quá, lúc thì lại cắt quá muộn quá, lại phải cắt lại. Đấy. cho nên là làm gì thì làm có khoa học vẫn hơn người nhật bản thì người ta vẫn nói phương pháp quan trọng hơn là sự nỗ lực đây nhá mình chuyển sang mặt sau phía sau của uh, sủa của vôi này đấy đây là phía sau thì uh, cây này uh, cây nào gần như mình làm mình cũng cố gắng là làm sao để chơi hai mặt đấy, phía sau của cây cái này trước mình mang về ấy thì uh, nó chủ cũ trồng trong một chiếc chậu nhỏ nó cũng không được khỏe lắm sau đó là mình chuyển ra cái thùng xốp này mình nuôi và mình chuyển sang vườn phôi mình nuôi trong vòng hơn một năm để cho nó phá cốt ra và nó nhũn cái thân chi cành nó to lên Đấy, chúng ta muốn níu kéo những cái cành thì chúng ta nên nắm một chút sau đó chúng ta uốn xuống mà chúng ta dần dùng dây chúng ta à, níu thì những cái chi tại sao mình không cắt hết những cái chi dài này nhé đấy thì quý vị để ý một chút đấy là như những cái clip trước mình hướng dẫn quý vị và các bạn ấy. chúng ta muốn cho những cái điểm níu này của chúng ta nhanh được đấy thì chúng ta nên để cành nó dài ra để nó phát triển tốt khi nó phát triển tốt thì những cái co mình níu kéo này nó sẽ rất là nhanh được thôi. Chỉ khoảng nửa tháng sau là quý vị có thể tháo được cái dây này rồi. Và đợt lá tiếp theo thì chúng ta giật lại hết. Giật lại hết cút. Khoảng độ à, 2 đến 3 tháng tiếp theo. Với mùa hè thì có thể nhanh hơn. À chúng ta có thể làm một cách à, rất là nhanh còn cái điểm cổ ngọn thì nó được rồi nó to đủ to thôi thì mình cắt đi đấy, mình cắt giật luôn và khi mình cắt thì mình cố gắng si nhé. với si mình cắt dài ra một chút để chúng ta chưa mầm mà nó còn phát triển cắt ngắn nhiều khi nó không ra mầm nữa này cho nên là nó tùy đặc tính của cây thì mình tạo tác đấy tất cả những cái đầu mà nó bình lên quý vị có thể để ý là mình sẽ co hết xuống và mình chỉ cần dùng một cái nhịp này thôi không cần uốn ở đây chỉ cần nhú thôi còn lần sau mình cắt giật mà cắt giật chỉ tầm độ 2 phân 1 đến 2 phân Đấy, trong quá trình mà mình làm thì cần thiết thì là chúng ta lại lọc tiếp những cái chiếc dễ thừa lọc tiếp những cái chỗ điểm thừa để mình xử lý cho nó dễ dàng hơn mà nó sạch sẽ đấy chúng ta cứ uốn và một cái lưu ý của mình nữa là với những cái phôi mà tiết đất thì cái cành của nó nó khá là non và nó chưa đặc cho nên là mình nếu mà mình cắt luôn nó rất dễ bị hỏng cho nên là được tốt nhất là mình nên để một thời gian ở cái chế độ chăm sóc trên chợ Đấy, mình cắt hết các cái dễ ăn ra ngoài rồi bây giờ mình mang về trên vườn À, của mình mình chăm sóc một thời gian đã sau đó mình mới cắt đấy thì nó sẽ an toàn hơn tức là mình làm dần dần tránh sốc kiểu nó sốc quá thì nó sẽ có thể là bị ảnh hưởng và nó gây hỏng phôi Nhìn thế này thôi nhưng mà nếu mà một cái vế nó bị hỏng thôi coi như là mình lại mất lại thời gian mình nuôi đấy, cho nên là cái mình cứ từ từ thôi không đi đâu mà vội Đấy, để cái cành như này thì nó rất là an toàn Những cành non thì mình bấm lại cái đầu nó đi Đấy, và cho nó ra lại những cái mầm khác rồi Khi nó đã khỏe rồi, nó quen với cái khí hậu, quen với cái thời tiết, quen với cái môi trường sống Mà nó thiếu những cái chiếc rễ nó ăn ra ngoài đất Đấy, thì chúng ta sẽ xử lý Đây này Cái đoạn cổ ngọn này Mình nuôi cũng đủ to rồi, cho nên là mình sẽ cắt luôn này Đấy, lúc trước là để cái phần bên kia là để làm mầm thở cho nó to còn khi nó đã đủ to rồi thì mình giật Đấy, quý vị có thể thấy khi chúng ta nuôi đúng phương pháp thì nó khá là nhanh chỉ với hơn một năm là cái cốt chính của cây mình đã nuôi xong một năm mình cắt được 3 lần cái cây này bên vườn này Đấy, cắt được 3 lần ok mình sẽ xoay sang mặt chính để tất cả quý vị cùng ngắm nhé Đấy, cái sự phát triển nó của cây khi mà nuôi bên vườn phôi này rất là tuyệt vời Đấy, đây là cái mặt chính nhé Đấy, và sử, chúng ta sẽ sử dụng kìm cạp hoặc là đục để chúng ta làm cho cái vết sẹo nó đẹp hơn mà khi nó bo vào nó sẽ thuận mắt hơn. Còn nếu chúng ta không xử lý chi tiết thì một lúc nào đó chúng ta sẽ lại phải xử lý. Đó. cái niềm đam mê của mình mình niềm đam mê với dáng làng. Nó rất là lớn nên mình sáng tác chế tạo khá là nhiều phô dáng làng thứ hai nữa là nhiều anh em đam mê cũng đồng sở thích cho nên mình cũng làm nhiều các cái cây phôi dáng làng để còn chia cho anh em vườn bonsai kỳ khôi là một nơi để mình cung cấp phôi nguyên liệu cho anh em sáng tác và mình cứ làm đến một bước nào đó thôi thì có thể làm đến đâu hay đến đấy tại vì là những cái cây kiểu như này thì sau chắc là một thời gian thì anh em và các cái quý vị khán giả yêu quý thì sẽ giao lưu và mình sẽ chuyển lượng lại cho anh em thì rất là vui anh em luôn luôn ủng hộ cho kênh bonsai cây khôi cũng như là ủng hộ bonsai cây khôi để mình tiếp tục niềm đam mê đấy chúng ta cứ níu kéo đây những cái cành nó to nó bình thì có thể là chúng ta sẽ phải dùng hai dây để níu đấy và chúng ta định vị làm sao cho nó có thể nó cố định và cành này to này cành này to có thể làm một lần không được thì chúng ta sẽ làm hai ba lần đấy không vội tại vì nếu mà chúng ta chúng ta làm mạnh tay quá nó có thể tại vì nó chưa quen mà nhưng lúc nãy mình nói nó chưa quen với cả cái điều kiện chăm sóc mới khi mà đưa về cho nên là nếu mà mình làm mạnh quá nó có thể nó hỏng nhất là cái khí hậu mấy hôm nay nó rất là nóng ấy. đấy chúng ta làm không cẩn thận mà nó dập một cái dập mạnh ấy. có thể là nó bỏ luôn vì đây là những cái chi cành nó khá là non đấy, nếu mà nó ra nó căn cỗi nó có lõi nhiều thì mình chúng ta xử lý để nó đảm bảo hơn nhưng nó non quá quý vị có thể thấy cành nó vừa mới ngả màu nâu hơi nâu nâu thôi đấy Đấy và chúng ta sẽ khi chúng ta định vị tương đối cho chúng ta xử lý nốt những cái phần thừa cắt bỏ chỉ giữ lại những cái điểm cần nuôi thôi. Đấy. Những cái nào mà nó nhỏ quá thì thôi, chúng ta chưa phải níu vội. Cái kệ nó đã to lên thì mình níu không vội. Nhiều anh em cứ vội những cái cành bé tí thì vẫn uốn với cả níu đưa cái dây to đùng vào uốn cho nên là nhiều khi là nó bị chai nó hỏng mất cái mầm mình chỉ kệ nó cho nó phát triển tự do cho nó to lên thì mình uốn ok như vậy là mình cũng đã xử lý xong cho phôi và cũng đã chia sẻ đến tất cả quý vị và các bạn cái, những cái kinh nghiệm những cái bí kíp để làm sao chúng ta có thể dựng được một bộ khung nhanh nhất có thể và ở cái giai đoạn này chính là cái giai đoạn mà chúng ta chuyển từ cái chế độ nuôi chăm sóc phát triển rất tốt sang một cái chế độ bình thường của cây ở trên chậu đấy để chúng ta nuôi thì cái giai đoạn này là chính là cái giai đoạn mà nó quyết định phần lớn và cái sự thành công của tất cả quý vị và các bạn khi mà chúng ta nuôi cây ấy. đấy sau đó nó rất là quan trọng còn nếu chúng ta làm đúng phương pháp thì cây của chúng ta sẽ hoàn thiện rất là nhanh và sẽ tạo ra những cái tác phẩm đặc sắc thì rất là vui khi nhận được sự theo dõi của tất cả quý vị và các bạn chúc tất cả quý vị và các bạn có thể tự sáng tạo ra những cái tác phẩm đẹp trong tương lai quý vị nhớ đăng ký kênh like share comment ủng hộ bonsai quý khô nhá ok xin chào tất cả quý vị và các bạn chúc quý vị và các bạn một ngày vui vẻ xin chào